Rồi, xin chào các bác. Đây là cái con điện thoại mà mình rất là mong chờ nó. Vừa đi lấy xe về, xe nó vừa gửi tới luôn. Con này là của Dũng Sky nhá. Ông mua về ông ấy chả biết là làm gì. Mình mượn để mình trên tay nó. Thực ra là mấy đời bê phone về rồi mà mình chưa có cơ hội nào mà trên tay nó luôn ấy. Cũng không có anh em bạn bè nào dùng nó, dẫn đến là không mượn được. Hôm nay tự nhiên ông này ông ấy ông đi ông xếp hàng ông mua về, mừng quá ông mới mua về mình có thể mượn được. Đây phải nói là anh em hội LG thì có khi là không biết có ai đã dùng con này chưa, bé phone các bạn, hàng của anh Quảng quê Ninh Bình nhà tớ đấy, ghê lắm. Đây này, rồi bọc khá kỹ, hỏi mấy cái lớp luôn, bỏ hết ra. Rồi các bác có thấy hay không, bê phone nhá, con này biết là bản gì đây mình cũng không biết nữa. Thầy vỏ hộp đây, các bác thông cảm, quay cái này nó có thể là hơi mờ thì các bác có thể nhìn kỹ hơn một chút. Cái bản này bản gì đây, 128 GB à, màu xanh. Đây là B86S nhá, bản màu xanh. Đó, chất lượng camera nó hơi mờ các bác thông cảm nhé, đang vào buổi tối mà. Đây này, Qualcomm Snapdragon 675 2 nhân siêu nhân cái gì đây, thôi 6 nhân 2 nhân 2.0, 6 nhân 1.7, có vẻ ghê gớm đấy. Màn hình tràn đáy, xong tràn viền nhưng mà tràn đáy, Full HD cộng, Full HD cộng này nha. Sao camera nó mờ quá các bạn, hình như hai sim các bạn, em nhớ hình thấy là đây chỗ này như hai sim sản xuất này. Đó, công ty cổ phần BKV này, hãy hành chính hãng đấy nhá, ông ấy xếp hàng mà mình thấy ông ấy xếp hàng ngóng gái mãi mà. Rồi ok, bỏ cái này là cái gì đây, cái này là cái gì đấy không biết được nhưng mà thôi, đây chắc là sách hướng dẫn sử dụng, quay trong sim chưa khui này. Thôi cũng không quan tâm cái này đâu, đầy quên chọc sim rồi. Đây là con máy này, con máy đang còn bọc trong cái ốp silicone, bỏ ra đã xem dưới có cái gì. Khay này, à có cái chuyển đổi này, tí mình sẽ thử xem dùng cho iPad được không. Cục sạc này 3.0 nhá, đấy đó các em thấy nhá, 3.0 này, 12V và kệ đi, cái này không quan trọng mấy đâu. Cáp sạc không có tai nghe các bạn, hàng này không có tai nghe nhé. Rồi ok, như không có tai nghe thật các bạn. Sao mình thấy là trên mạng là anh em khoe cái tai nghe mà đâu nhỉ, ông Dũng luộc mất rồi, không có tai nghe mà. Chờ tí đã bị rơi cái này rồi, không có tai nghe nhé các bạn nhé. Ở đây, đây là con Bphone 86S. Rồi, nổi bật nhất là cái cụm cam của nó có chữ AI. Cái chữ này không biết chỉ viết ở đây cho nó đẹp hay là nó có chức năng gì khác. Nếu như mà nó ở đây thì chỉ là đẹp không thì tại sao không cắt chỗ này đi? Làm như này cho giống cái hãng quả táo nào à? Chắc thế thôi. À, mở ra đã. À, ốp này ốp nhựa nhưng mà khá cứng các bạn. Ốp nhựa khá cứng chứ không phải là ốp silicone mềm nhé. Rồi, ôi sao điện thoại mình quay chán thế, mình thử tắt flash đi xem nào. Ôi, tắt flash đi còn cứ thấy ổn hơn. Đó, các bác có thể nhìn thấy dưới những điện này. Thông cảm nhé các bác nhé, nó chất lượng video nó quá tệ. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái ánh đèn, cụm cam giống cái hãng bỏ me nào đó. Rồi ok, design bởi BKV này. Trời ơi, con B35 này quay chán ghê luôn. Đó. Đây là cạnh dưới này. Taxi này. Đây là cổng, đây là lỗ loa thì phải, loa thành một cái dải như này này. Nó không để bật cái vật flash mới được. Đây. Đây chắc là lỗ loa rồi. Mic này.
Rồi ok. Cạnh bên này. BKV bảo là một cái điện thoại không có phím cứng nào, nhưng mà thực ra đây có một phím cứng nhá. Ấn vào nó có phản hồi luôn. Ôi chết mẹ rồi, ấn vào phát nó rung rung lên các bạn, không biết đã reset chưa không biết nữa. Ấn vào phát là reset luôn à? Không, chắc phải giữ cái gì đó chứ. Sao ấn phát reset được thì nguy hiểm quá. Em vừa ấn vào phát nó lên logo luôn. Thôi kệ nó đi. Chắc không phải reset đâu. Đây là cạnh trên này. Thì trên có một cái lỗ mic không thôi. Đó. Còn cạnh phải thì không có cái gì. Không có gì luôn. Rồi. Chất lượng video quá tệ, chắc nhiều bác xem sẽ ức chế lắm, nhưng mà thôi, em không không đây là đang vào buổi tối, không có cách nào cả. Rồi, đây là cái điện thoại tràn đáy. Ô, chưa 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 cài đặt gì à? Tràn đáy nhá. Cái sim này, bỏ qua đi. Đây là tràn đáy nhá. Thì các bác có thể thấy cái đáy này. Hôm nay em chỉ trên tay nhanh thôi nhé các bác nhé. Các bác xem sẽ có bài đánh giá chi tiết sau nhé. Còn đây là cái đầu tiên là ban đầu cho nó xong nào. Để tính sau. Ừ, cái gì đấy? Mật khẩu đi. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo. 1, 2, 3, 4. Xác nhận. Cái gì đấy? Bỏ qua được mà. Đồng hoàng thế. Rồi. Hello anh. Em đang trên tay một cái con rất hot của BKV. Mới ra xong. B4 nè, à? B4 B4 à? iPhone 86S. Thấy có anh sếp anh mới về. Đó, iPhone vừa mới ra đó. Vừa mới ra hôm qua. Ừ. Hôm qua anh ạ. Vừa mới ra. Thế là cái này lâu thế nhỉ? Rồi, xong rồi. Phải đồng ý quái gì kia. Các bác có thể thấy là cái màn hình tràn đáy. Mình sẽ đánh giá cái chi tiết nó sau nhé. Còn giờ mình chỉ nhìn ngoại hình của nó thôi. Về đây không biết là miếng dán do BKV dán cho hay là ông Dũng kia ông dán. Không rõ nữa. Chắc là BKAV dán cho luôn thôi. Vì làm gì đã có phụ kiện của nó đâu. Rồi mấy cái hướng dẫn này bỏ qua đi. Thôi kệ nó đi. Đây là cam trước này. Đồ của anh kia. Cam trước này, loa thoại này. Nó quá mờ các bạn, nó cái con điện thoại dở hơi này nó đường nét không nổi luôn. Rồi. Các bác có thể nhìn qua đó nhé. Trời ơi, hướng dẫn cái gì mà hướng dẫn lâu thế. Cái hình nền này mà thấy cư dân mạng bảo là cái hình hình nền giống cái hãng bỏ mẹ nào đấy. À. Để mình nhìn kỹ cái màn hình xem nhé. Ra bây giờ ở cái thời điểm này thì nhìn kỹ nó cũng không nó cũng khá là đẹp các bạn, cũng khá là ổn. Mình sẽ đánh giá nó sau nhé. Mình thấy tạm thời thì nó khá là đẹp. Ồ, viết vuốt lên giống 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 cái hãng nào mình đang dùng thế nhỉ. À. Giống cái hãng AI cái đấy. Giống cái hãng iPad mình dùng đây, đây camera của nó này các bạn này. Camera của nó khá tốt các bạn. Có khi mình phải lấy cái này mình quay đây chứ con V35 để quay chán quá. Thôi rồi, cái camera mình cũng sẽ đánh giá sau nhé. Hôm nay chỉ trên tay cái ngoại hình của nó thôi. À, không có phím bấm nhưng mà có một cái nút vật lý ở đây này. SIM à quên, mình này không cần lấy thay SIM nữa đâu. Đây là loa thoại này. Ây chà, nó có nhiều hướng dẫn quá, chắc là mới. Xem nó đang chạy cái phần mềm nào. Đây nhá. B86S này. Có hai SIM nhé. BOS 8.6. Rồi mấy cái này thì rất nhiều người nói rồi, cũng không quan tâm đâu.
Rồi ok, các bác có cần cái em test cái gì thì comment phía dưới nhé. Cái miếng này như của BK dán các bạn, không phải. Cái miếng này ngon lắm, cái miếng cường lực này này dán chuẩn lắm. Rồi ok, tạm thời là em thấy cái thiết kế của nó khá là ổn, trừ cái cạnh, trừ cái chán nó quá dày ra thì còn lại quá ổn. Nếu như mà bốn cạnh nó đều được làm được như này thì quá tuyệt vời. Bật lại flash xem nó có ổn không nào. Không ổn thế nào các bạn. Cái này là màu xanh, màu xanh chả biết màu xanh gì, nhưng màu xanh này khá là đẹp. Em thấy chỗ cái logo AI này là không có một cái gì cả nhá. Không có một, em nghĩ là không có một cái gì cả đâu. Chỉ là cái logo cho nó vui thế thôi. Rồi chữ B. Chữ B này thiết kế thì cũng mình cảm giác nó không được tinh tế cho lắm. Rồi ok, đây là cái trên tay nhanh về cái con BKV này nhé. Các bác muốn em test cái gì ấy? Chắc chắn là sẽ test cam rồi. Test cam là cái kiểu là chụp khoảnh khắc cái gì gì đấy. Chắc chắn cái đấy phải test test đầu tiên rồi. Rồi ok. Thế hoàn thiện em thấy là nó khá là ổn đấy. Cái viền bằng kim loại này. Rồi và hơi hơi sần sần nhé, không phải trơn nhé, hơi sần sần. Rồi ok. Ôi, các bạn vừa mới dùng một tí mà cầm cái khu này này. Chưa dùng cái gì luôn ấy, cầm thấy cái khu này nó đã nóng lên khá là nhiều rồi. Khu này này. Đấy. Dưới này thì không thấy nóng. Rồi chắc là khu này CPU nằm ở đây. Rồi ok các bác, có gì các bác comment để em test nó nhé. Rồi chào các bác.